Bây giờ các chị em đang đi chơi về rồi đây, và trên đường về thì đi ăn sun tê cục. Sun tê cục. Và ngày hôm nay thì đi chơi, bây giờ cũng đến 2 giờ các bạn ạ. Lần nào đi chơi về cũng về muộn. Và bây giờ đi ăn sun tê cục. Sun tê cục là một món canh lòng lòng này là lòng lòng lợn, canh lòng lợn mà họ nhồi sau đó là họ nấu canh ấy. Cũng rất là ngon, và đây là một trong những cái món canh mà mình thích tại Hàn Quốc. Sun tê cục nha các bạn nhé. Và bây giờ sẽ ngồi một cái bàn ở bên ngoài. Sun tê cúc. Sun tê cúc. Em là ít cay. Chị Lan đang ở ngoài. Chị gọi chưa? Em đang cái hồ châu đúng không? Sun tê cúc, đi ăn sun tê cúc. Món ăn kèm đã lên rồi đây. Sun tê cúc ăn thì có một bát cơm này. Đây là một bát cơm này. Cơm cùng với kim chi. Cái này là hẹ, lá hẹ. Còn đây là cách này là cái gì nhỉ? Mắm. Gọi là mắm. Mắm này mắm tép, mà họ làm tép mà không giống như mắm tôm của Việt Nam đâu. Nó mặn mặn mà nó không có mùi, mà nó mặn đắng mặn chát luôn á, ở mặn nòi luôn á. Thì cái này để chấm với lại cái lòng. Và đây có một thêm đĩa kim chi nữa. Nhìn cũng rất là ngon, kim chi nhìn có vẻ khá là ngon. Thấy cơm rồi mà chưa thấy món chính lên. Đói rồi. Cơm rất là nóng. Cơm nhìn cũng rất là mềm và ngon. Canh sun tê cúc đã đến rồi đây. Canh sun tê cúc đã đến rồi đây. Rất là nóng. Đó, chị phục vụ với chị bán hàng cũng là người Việt Nam luôn. Cô tưởng chị cơ, nghe giọng cô trẻ đấy. Và đây là canh sun tê cô. Nhìn ngon quá, rất là thơm các bạn ạ. Canh này thì có đây là sun tê này, đây là canh, đây là lòng kiểu Hàn Quốc. Đây là lòng kiểu Hàn Quốc. Và đây là cô chủ người Việt Nam. Chị là chủ ở đây à? À em tưởng chị là chủ mở quán ở đây luôn. Có cả gan lợn này, rồi canh. Có rất là nhiều thứ. Mình sẽ cho thêm, mình ăn thêm cái gì thì cho vào, ví dụ như cho thêm hẹ vào chẳng hạn. Mình sẽ cho thêm hẹ vào. Nó đang nóng này thì cho vào, ăn nó sẽ ngon hơn, đỡ ngấy. Chị sang đây được lâu chưa? Và mình đã cho thêm hạt tiêu bắc và cho thêm lá hẹ vào, và bây giờ nhìn đã rất là ngon rồi. Và cái này thì sẽ ăn cùng với cơm và kim chi. Đây, lấy một miếng kim chi cho vào. Kim chi. Chị năm nay bao nhiêu tuổi? Và đây là kim chi. Thế bằng tuổi mình. Chị làm ở đây được lâu chưa? Ủa, hơn một năm rồi cô. Ngon không chị? Ngon không chị? Ngon mà. Chị là cho nhiều hạt tiêu bắc quá hả chị Hạnh? Em mời cả nhà ăn cơm nhé. Em mời cả nhà ăn cơm nhé. Ở đây có cả ký túc xá luôn hả chị? Ở đây, ở kia là bên phòng bên đây kìa, đúng không? Thế làm ở đây là một tháng là họ trả được bao tiền chị? À, 1,5 triệu xong lên được 1,9 triệu. Không biết tiếng thì được 1,5 triệu thôi hả? Ui ôi, một tháng mà không được nghỉ ngày nào á. Thế sao em thấy có chỗ làm nhà hàng được 2,5 triệu? À, chị không nghỉ thì được tiền tăng ca đúng không? Bao ăn bao ở mà lương 1,9 triệu cũng được, vậy cũng được nhỉ. Còn ở chỗ em biết là người ta không bao ăn bao ở. Khi
khi mình đi ăn quán Xuân Tê Cúc này ấy, thì mình đã gặp một chị Việt Nam và chị ấy đã làm ở đây được hơn 1 năm rồi. Khi mà chưa biết tiếng thì lương là 1.500.000 won, và khi biết tiếng thì tăng lên được 1.900.000 won, và khi làm ở đây thì được bao ăn bao ở nữa. Và cô chủ thì đặc biệt rất là tốt và rất là dễ tính. Vì vậy nếu mà ai sang Hàn Quốc mà đi làm mà gặp được những người chủ rất là tốt và dễ tính như thế thì rất là may mắn đấy các bạn ạ. Ở Hàn Quốc thì không phải chủ nào cũng tốt như vậy đâu, và cũng không phải ai cũng dễ tính. Và chị ấy là một trong những người Việt Nam rất là may mắn khi mà đã tìm được một công việc tốt tại một cái nhà hàng quán ăn như thế này. Trời ơi, mình phải ăn nhanh không, các chị chuẩn bị bỏ mình lại đây. Ăn vị cũng rất là ngon các bạn ạ, rất là dễ ăn. Và đây là Xuân Tê Cúc nhé, canh Xuân Tê Cúc. Ở Hàn Quốc thì người Việt Nam học tập, sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc rất là đông. Vì vậy mà khi đi chơi hay là khi đi ăn uống, bất giác mình gặp một người Việt Nam nào đó thì cũng có người rất là cởi mở, nói chuyện, trò chuyện. Nhưng mà cũng có rất là nhiều người ít nói. Vì vậy khi mà gặp được ai cùng trò chuyện tâm sự cái cuộc sống của người Việt tại Hàn Quốc thì rất là vui và cảm thấy rất là thân thiện các bạn ạ. Hôm nay thì mình đã giới thiệu đến các bạn cái món Xuân Tê Cúc của Hàn Quốc. Đây là một món canh lòng lợn của Hàn Quốc và khá là ngon. Và mình đã gặp được một chị Việt Nam và nghe chị chia sẻ về cái cuộc sống tại Hàn Quốc, làm việc tại một quán ăn như thế này. Ngày thì làm việc 8 tiếng và 1 tháng thì nghỉ 4 ngày. Và chị làm bây giờ lương là 1.900.000. Hy vọng mọi người like video và nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé.